Offer cuối cùng với em vẫn là 10 cộng 2 ạ, nếu sẵn đồng ý. 10 cộng 3. 3 là anh đã lấy ở giữa và gần về phía em rồi đấy. Vâng, thì... Đừng vì 1% mà... Em đồng ý với 10 cộng 2,5% và 2,5% mới được quy định bằng một cam kết rõ ràng ạ. Được. Con số cuối cùng của anh đưa ra là 25%, nếu không thì chắc em sẽ phải ra về. Xét cho cùng ấy, nhà đầu tư là người bỏ tiền thật, tiền thịt vào một doanh nghiệp, bao giờ người đấy cũng chịu rủi ro cao hơn. Bởi vì nếu mất là người ta mất tiền luôn. Nếu mà để mà cầm tiền nhà đầu tư sau đó để mất thì chắc chắn em cũng sẽ không cầm. Em suy nghĩ lần cuối cùng. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây không phải tình yêu đôi lứa mà tình yêu giữa hai đối tác kinh doanh với nhau. Và đây thì chính vì thế nên là tôi mới xuống tận đây này để tôi nói cho em, tôi sẽ chính là tri kỷ của em. Này, đây, Sang Minh. Tôi đồng ý với cái deal của em. Thôi để cho em chọn đi, em bị rối đầu đấy. Là 100.000 cho 20% và option là 5% nếu mà tôi giúp được em toàn cầu hóa ra thế giới. Không, đúng không? Nếu đã là tri kỷ, luôn 2 tỷ nữa là 4 tỷ đi. Hôm nay chúng tôi đến đây với mong muốn kêu gọi là 250.000 đô đổi lại cho 4% cổ phần của công ty ạ. Anh đề nghị đầu tư cho em 500.000 đô để đổi lấy 25%. Anh không phải là một nhà đầu tư tài chính thông thường. Cái cao tầm offer mà em có thể em muốn đưa ra đó là 500.000 cho 10% ạ. Bằng cái P vòng trước của em. Vâng. Và cái P vòng trước, nhưng mà cái P của cái vòng đấy hiện nay là em vẫn chưa close đúng không? Em gần xong hết toàn bộ đi. Gần close rồi. Một cái kinh nghiệm xương máu của anh ấy, chỉ khi nào tiền vào tài khoản thì mới gọi là chắc chắn. Còn lại ký tá 100 văn bản giấy tờ xong, cá vẫn chạy như bình thường. Anh không những làm em thành triệu phú mà chúng ta sẽ cùng nhau thành 100 triệu phú. Sao có thể cân nhắc một tỷ lệ hợp lý hơn được không ạ? Cao tớ offer lại như này đi. 500 ngàn, 15% cổ phần. Cộng với 5% advisory share. Advisory share đấy sẽ được tính toán như thế nào ạ? Tính toán bằng 6 cái gió đông anh vừa mới chia sẻ với em. Là mỗi năm anh được 2,5%. Thì em muốn khẳng định là bọn em đã xong hết tất cả các thủ tục cho vòng ngoại vốn này rồi. Và chắc chắn là bọn em sẽ có tiền về. Thế nên là cái offer cuối cùng của bọn em đàm phán được đó là mức 500 ngàn cho 10%. Thì cũng chẳng có thay đổi gì. Em không phủ nhận câu chuyện là Nextech sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho e-commerce. Offer cuối cùng của bọn em đàm phán được đó là mức 500 ngàn cho 10%. Tức là bằng của ông Hàn Quốc à? Vâng. Anh đồng ý cái deal đổi em ra cộng với 5% advisory share, tức là 15%. Cái cam kết sơ lược, những sơ bộ của anh là 6 cái gió đông anh vừa mới đọc. Em cần anh đọc lại không? Em hiểu rồi. Đấy. Ngoài ra anh có thể follow tiếp ở các vòng sau. Vô hạn, vô tận, em có một gọi là tri kỷ cả đời về vốn. Bản thân em rất muốn Nextech hỗ trợ, tuy nhiên thì nó có phải là vào vấn đề công bằng. Bọn em có một cái cam kết đầu tư thêm 1 triệu đô nữa vào cuối năm nay. 1 triệu đô để anh thể đầu tư cho em được đấy. Anh có ít tiền đâu. Với cái mức valuation là 9 triệu. Tức là nếu mà sang vào ngay bây giờ ạ, chỉ đợi khoảng tầm 6 tháng nữa, 7 tháng nữa. Khi mà em close cái vòng đấy á, tự dưng là cái valuation nó đã gần như gấp đôi rồi. Thì em nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý với cái mức valuation là khoảng tầm 4,5 cho tới 5 triệu đô. Anh có thể đem định giá của em, đem valuation lên 20, 30 triệu sau một năm nữa thì sao? Cái công ấy của anh lại không được tính à? Thế thì làm sao anh có động lực? Thì lúc đấy anh lại vào đầu tư giống như mấy ông kia. Và xong rồi anh ngồi nhìn mấy ông ấy xem ông có làm gì không. Thấy ông ấy không làm gì thì anh chẳng làm gì. Bởi vì bác Hồ dạy câu không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Đúng không ạ? Cái sự không công bằng ấy làm cho người ta bất hoạt. Cái sự không công bằng ấy làm cho anh, làm cho Nextech cũng cảm thấy ơ thế thì việc gì tôi phải support mạnh ông này, tôi cứ support bằng mấy ông kia thôi vì tôi cũng mua bằng giá không? Cái điểm mà em có thể đồng ý đó là 500 ngàn cho 10% cộng với 2% advisory share và được thảo luận cụ thể bằng một cái cam kết ạ. Anh chỉ đồng ý 5% advisory share. Tất nhiên là với có những cái cam kết chi tiết. Em phải nhìn rộng ra. Không, bởi vì 5% thì em rất là nhiều. Một cái deal mà rằng con lâu nhất từ đầu đến giờ đấy. Bọn em có kế hoạch IPO một cách rất là rõ ràng. Bọn em không định hướng là sẽ bán secondary share sớm. Nào,
Thì cái final offer của Shark vẫn là 10 cộng 5 đúng không ạ? 10 vào tiền và 5% advisory share. Quẹt thẻ luôn, quẹt thẻ luôn. Thực ra thì bọn em cũng không nhất thiết là phải đặt cọc luôn đâu. Không, nó là con commitment. Cái đấy nó commitment very strong. Tiền tươi. Offer cuối cùng vậy em vẫn là 10 cộng 2 ạ, nếu sao đồng ý. 10 cộng 3. 3 là anh đã lấy ở giữa và gần về phía em rồi đấy. Vâng, thì... Đừng vì 1% mà... Em đồng ý với 10 cộng 2,5% và 2,5% mới được quy định bằng một cam kết rõ ràng ạ. Được. Ok, chốt. Em có quan sát nãy giờ anh ăn nhiều nhất không? Có thể nói đây là một cái deal đầu tiên trong ngành thực phẩm mà anh tham gia trong Shark Tank và trong cả sự nghiệp đầu tư của anh luôn. Vì sao mà lại 35%? Anh muốn là sẽ tham gia sâu với startup trong việc thúc đẩy cái sản phẩm này tiêu thụ trong nước, và đồng thời là mong muốn tìm thêm những cái long mạch khác làm sao để biến cái công ty này nó thành một công ty thực phẩm có nhiều cái portfolio sản phẩm hơn nữa, đặc biệt nhắm đến cái thị trường dân nhậu mà anh cũng là một thành phần. Thì anh nghĩ là 35% là con số hợp lý để ít nhất là Shark còn có tiếng nói ở trong công ty. Lần này gọi vốn, em chỉ mong muốn gọi vốn 15 tỷ cho 10% cổ phần. Thì em xin đàm phán với cái deal là 15 tỷ cho 15% cổ phần ạ. 15% quá thấp, bởi vì với một performance của startup hiện nay ấy, thì nó chưa đáp ứng được các cái chỉ số về tài chính và định giá. 30% là hợp lý. Không, thực sự là 30% thì em sẽ không đồng ý ạ. Cái deal cuối cùng em chốt là 15 tỷ cho 15% cổ phần ạ. Thực sự là em tự tin về việc nếu các Shark đi cùng với em có thể là làm được đúng như mục tiêu cam kết. Quá cao. Con số cuối cùng của anh đưa ra là 25%, nếu không thì chắc em sẽ phải ra về. Trong cái năm vừa rồi dịch bệnh Covid ý, thì bên em doanh thu không giảm và vẫn tăng. Tăng trưởng là 25%. Năm 2023 thì mục tiêu của bên em là lợi nhuận sẽ phải là 18%. Và năm 2024 là lợi nhuận phải được 20%. Thế đến lúc đấy em không đạt được, cái gì em đưa ra chỉ là chém gió, thì lúc đấy cá mập mắc cạn. Bởi vì xét cho cùng ấy, nhà đầu tư là người bỏ tiền thật, tiền thịt vào một doanh nghiệp, bao giờ người đấy cũng chịu rủi ro cao hơn. Bởi vì nếu mất là người ta mất tiền luôn. Nếu mà để mà cầm tiền nhà đầu tư sau đó để mất thì chắc chắn em cũng sẽ không cầm. Em vẫn giữ nguyên quan điểm của em. Ok. Rồi. Em chào em. Chào em. Rồi, chào luôn. Tạm biệt, chúc có 200 nhá. Và 20 năm ăn thịt muối chua miễn phí. Em suy nghĩ lần cuối cùng. Em chốt deal cuối cùng là 15 tỷ cho 20% cổ phần. Còn em sẽ không chốt hơn nữa. 15 tỷ cho 20% cổ phần. 15 tỷ. Bây giờ tôi đưa ra structure như này đi. Tôi sẽ giải ngân 15 tỷ, nhưng trong đó 10 tỷ cho 20% cổ phần. 5 tỷ là khoản vay, tất nhiên là không cao hơn lãi suất của ngân hàng thương mại vào thời điểm gần nhất. Bởi vì là tôi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bao giờ có kỷ luật đầu tư ấy. Nếu mà tôi đồng ý với một cái mức định giá của em đưa ra ấy, thì nó lại bị vượt quá các cái tiêu chuẩn của ngành, dẫn đến là việc tôi là vi phạm kỷ luật đầu tư, dẫn đến cái thương hiệu đầu tư của Shark Minh sẽ bị sứt mẻ. Em suy nghĩ nhanh lên, thấy không? Mình làm chủ doanh nghiệp mình phải suy nghĩ nhanh, dạ nhanh không, mới được. Thế thì em cũng trả lời luôn là em sẽ không đồng ý ạ. Nếu mà vay thì em cũng có khả năng vay được 5 tỷ hoặc nhiều hơn nữa. Em xin phép đề xuất 15 tỷ cho 20% cổ phần. Shark có thể về doanh nghiệp em thẩm định nếu đúng những con số chia sẻ. Không, thì lại lợi vì vi phạm kỷ luật đầu tư rồi. Còn không, em chốt cuối cùng để tránh mất thời gian cho các Shark là 15 tỷ cho 20% cổ phần. Tôi đồng ý 15 tỷ cho 20%, nhưng lại với điều kiện là bạn sẽ phải đạt được cái kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giống như bạn đã nói. Nếu mà bạn không đạt được thì sẽ có một hình thức phạt
hình thức phạt nào chúng ta sẽ thảo luận ở việc thẩm định. Và tất nhiên là cái việc phạt đó nó sẽ tương ứng với các cái mức tôi đề nghị đầu tư trước đấy, theo đúng giá trị của doanh nghiệp. Bởi vì là tôi đang trả giá cái doanh nghiệp của bạn nó hơi đắt hơn so với thực tế. Em đồng ý nhưng với điều kiện là hai sếp đồng hành cùng với em. Thực ra cái câu đó em không cần phải nói. Lý do là bởi vì là đã là cổ đông, mình là đồng tiền đi liền khúc ruột. Tôi nghĩ là sau khi đầu tư là ruột tôi để ở chỗ em đấy. Tiền lên đấy mình đỏ vào làm sao mà không đồng hành được. Để em có thể sử dụng hệ sinh thái của hai sát để có thể đạt được mục tiêu. Em đồng ý ạ. Ok. Ok rồi, cảm ơn em. Chắc quá. Dạ. Cùng đồng hành chứ là cùng đi giao thịt đấy. Bây giờ được miếng thịt chua nó khó khăn. Thật đấy. Răng thế. Em đang cần các sếp đồng hành số tiền là 2 tỷ cho 20% cổ phần. Thôi thôi, anh xin em không phải nói nữa. Anh đầu tư luôn. Không hỏi gì nữa, em có thể đi về. À, vì là anh sẽ giúp em xuất khẩu sản phẩm này ra toàn thế giới. Bởi vì em biết là Nextech là có một cái mạng lưới về thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây sẽ là một cái deal ngắn nhất ở sạc tạch. Còn các sếp đang ngồi đây mà. Dạ vâng ạ. Thôi em nghĩ là không cần phải nghe. Em đừng nghe. Em cảm ơn sếp Bình rất là nhiều ạ. Anh sẽ giúp cho em xuất khẩu với một điều kiện. Đó là em tặng thêm cho anh 5% cổ phần nữa. Tức là 25%. Trước khi mà em chốt deal ấy, hay là giống kiểu trước khi mình cưới ấy, mình phải yêu. Tình yêu là phải từ không hai phía. Em không phải chính không, thực ra là anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tất cả các sếp ngồi đây chỉ có anh là có gần 20 năm về thương mại điện tử xuyên biên giới xuất khẩu ra toàn cầu. Tôi thích bạn từ đầu mà khi đã thích rồi ấy, thì mình không có định nghĩa cho khoảng cách về giá, về mọi thứ. Tôi đồng ý với sự kêu gọi vốn của bạn 2 tỷ cho 20%. Và tôi sẽ cho bạn điều kiện làm sao đó để cái sản phẩm này nó phải đạt được tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người dùng. Trước khi em chốt ấy, thì anh có ý kiến này này. Thứ nhất ấy, là các sếp hỏi rất là nhiều. Anh không hỏi gì cả. Mà ngay lúc em vừa dứt lời anh đã chốt deal luôn. Đừng tin những gì đàn ông nói. Từ khi Sắc Bình tham gia ấy, thì Sắc Bình vẫn mang tiếng là dũng sĩ diệt startup, đánh đập không thương tiếc để làm các bạn tỉnh ra và đánh đập dã man đấy, dã man. Đúng không ạ? Nhưng mà riêng em là người đầu tiên mà tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây không phải tình yêu đôi lứa mà tình yêu giữa hai đối tác kinh doanh với nhau. Và đây thì chính vì thế nên là tôi mới xuống tận đây này để tôi nói cho em. Thứ nhất là về mặt chi phí sản xuất, tôi sẽ đồng hành với em trong việc áp dụng công nghệ. Đó là một cái key của em trong việc là giảm giá thành sản xuất, là tự động hóa, đúng không ạ? Thứ hai, chẳng có cái gì sản phẩm tốt nào trên thế giới này mà không bị copy và cạnh tranh cả. Con đường duy nhất của chúng ta là đi thật nhanh và đi tiên phong toàn cầu hóa ra thị trường thế giới. Và ở đây Nextech là đã có kinh nghiệm toàn hóa ra 9 quốc gia rồi. Hiện nay thì tôi cho rằng là phân khúc của em sẽ nhắm vào cái phân khúc premium tại các thị trường phát triển. Yêu nơi mà họ không quan tâm đến rồi. Giá thành nhiều mà tập trung vào sự thân thiện với môi trường. Tôi sẽ chính là tri kỷ của em. Này, và này, Sáng Bình, tôi đồng ý với cái deal của em. Thôi để cho em chọn đi, em bị rối đầu đấy. Là 100.000 cho 20% và optional là 5% nếu mà tôi giúp được em toàn cầu hóa ra thế giới. Không, đúng không ạ? Nếu đã tri kỷ luôn 2 tỷ nữa là 4 tỷ đi. Và đồng thời là tôi cũng cam kết nếu trong quá trình toàn cầu hóa em thiếu vốn, tôi sẽ cấp vốn 2 tỷ làm đối tác và 2 tỷ làm tri kỷ. Không đi lút. Dạ yeah, vâng ạ. Thôi để cho em nó lựa chọn. Để cho em nó lựa chọn đi. Đề nghị là không ai nói một bất kỳ một câu nào nữa. 4 tỷ cho 33% cổ phần ạ. Sắc Liên có đồng ý với đó không ạ? Tôi đồng ý với em. Đấy. Yeah. Đấy, anh tư vấn cho rồi. Bây giờ phải mời anh ly cà phê. Em vô cùng xin lỗi với lại Sắc, Sắc Dũng và cả Sắc Minh. Không sao, anh tư vấn để cho Sắc Liên được. Tất cả là tôi vì môi trường của Việt Nam và tôi thích hỗ trợ cho phụ nữ. Chúng ta là phụ nữ, chúng ta cần chia sẻ với nhau. Chúc mừng Sắc Liên. Chúng mình đi làm ly đấy. Làm ly. Làm ly, hôm nay buồn lắm. Thất tình, thất tình. Thất tình lắm. Đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Đúng rồi.